Hôm nay thì em Hương lại về thêm được một mẫu xe thật sự là quá là chất luôn, dành cho những bác dân chơi các bác nhé, thích yêu thể thao, thích yêu cái đẹp. Một chiếc xe Hyundai Glassip được sản xuất vào năm 2010. Và em này là số tự động nhá, không phân khúc thể thao ạ. Và em này nó là Hyundai Glassip, nhưng nếu như nhìn qua về form dáng thì các bác sẽ nhầm tưởng rằng tưởng em đó là Ferrari ạ. Vì form dáng của em nó là độ lên thành Ferrari, cực kỳ đẹp luôn. Xin nhan chân gương, gương kính không có viền. Các bác nhìn này, đèn bi salon, bi cầu nha, một dải đèn led cực kỳ đẹp luôn, form dáng thật sự quá là chất luôn. Mà giá thì chưa tới 5 đồng nhá. Bác nào đang cần tìm cho mình một mẫu xe số tự động đẹp, đặc biệt là phân khúc thể thao đẹp như thế này, thì các bác ơi để lại số điện thoại cho em, kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhá. Một chiếc xe thiết kế với hai cánh cửa thôi. Hai cánh cửa thôi ạ, nhưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây các bác nhìn này, quá là đẹp luôn. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm, form dáng đẹp, đuôi gió thể thao. Một chiếc xe Hyundai Glassip được độ lên khá là nhiều option. Đèn hậu phía sau này các bác nhìn này, dành cho những bác nào yêu thích dòng xe hệ độ nhá. Đây ạ, nội thất bên trong màu cam, vô lăng cũng màu cam luôn, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Hai cánh cửa, gương kính không viền, quá là chất luôn. Đèn pha bi cầu, xi nhan chân gương, đầy đủ công nghệ option, số tự động đẹp, form dáng thể thao đẹp như thế này mà giá còn chưa tới 5 đồng. Quá là ok luôn đúng không ạ? Em đã quay ngoại thất rồi, em quay chi tiết một chút nữa về tất cả các chi tiết các bác nhìn này. Đèn pha bi cầu này, sáng gấp đôi so với những đèn pha như đèn halogen này. Một dải đèn led này, đèn phá xương này, đèn gầm hạt xoài siêu sang, mặt cản độ lên nhá. Biển 10 năm. Ferrari số tự động đúng không ạ? Em này là Hyundai Glassip nhưng độ lên form dáng của Ferrari cực kỳ đẹp luôn. Một dàn lốp là Hankook này, phanh ADS này, xin nhan trên gương này. Đăng ký đăng kiểm tới tháng 5 2023, những cái này bỏ qua đi ạ. Quan trọng là mình yêu xe đi đã. Phím mở một trạm thông minh, gương kính không hề có viền, các bác nhìn này. Nhiều option cực kỳ luôn nha. Điều hòa auto, đề lộ khởi hành start top, các bác nhìn này. Thật sự quá là đẹp luôn, ghế này nội thất màu cam, 4 chỗ ngồi nhá. Vẫn ngồi 4-5 người bình thường, nhưng mà thiết kế là hai cánh cửa thôi. Đề lộ thông minh này, bling lấp lánh này, vô lăng thiết kế 3 chấu này, có túi khí an toàn và hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Thật sự là quá là xuất sắc luôn các bác nhé, quá là xuất sắc luôn. Dàn lốp dày này, đèn hậu phía sau này. Những dòng xe này thì các bác cứ yên tâm tuyệt đối thôi ạ, quá là chất rồi. Đuôi gió thể thao phía sau cũng có một dải đèn led nằm ngang nhé. Đây, một dải đèn led nằm ngang dưới phần đuôi gió này. Hyundai Glassip này, quá là chất chơi luôn. Đi xe này mấy tán gái thì em đảm bảo các bác là đổ luôn. Đổ luôn, không phải có nói là gì nữa ạ. Đổ từ phụ huynh đến người yêu luôn. Ghế lái chỉnh điện này. Đây, ghế lái chỉnh điện này, nùi lên nùi xuống này. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Đèn pha auto tự động, vô lăng tích hợp các phím bấm này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, quá là chất luôn. Đây, gương kính này, chỉnh hết phần trên đây nhá. Thiết kế đặc biệt hơn này. Tất cả là da mềm luôn, da cao cấp mềm. Lại còn có cho em cái gì, dải đèn led bên trong nhá. Khi buổi tối trong xe cực kỳ đẹp luôn. Một siêu phẩm Hyundai Glassip đời 2010 số tự động. Và em Hương Lê Hương đang chào bán với giá là 495 triệu bao hồ sơ. Còn bớt thêm cho một chiếc xe siêu phẩm Hyundai Glassip đây. Bác nào quan tâm và để lại số điện thoại nhé. Kết nối trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Hyundai Glassip độ lên form dáng của Ferrari cực đẹp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.